chào tất cả các bạn. Úc là quốc gia có độ hot và sức hấp dẫn cao đối với các bạn du học sinh hiện nay. Theo thống kê thì số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Úc là cao nhất, với ước tính lên tới 25.000 người. Tuy nhiên thì việc lựa chọn du học tại quốc gia xứ sở chuột túi này lại gặp ít nhiều những thành kiến nữa đó. Vâng, và để biết được những thành kiến đó là gì và cách giải quyết vấn đề đó ra sao thì trong chương trình tìm hiểu du học Úc ngày hôm nay, hãy để Tân Đại Dương giúp bạn phân tích cũng như là đưa ra lời khuyên dành cho bạn để tránh những thành kiến trước khi chuẩn bị hành trang du học Úc các bạn nhé. Thì khi du học, rất nhiều người có ý kiến vô cùng tiêu cực rằng du học là một trải nghiệm vô cùng cô độc. Điều này là sai lầm nhé. Ngày nay thì rất nhiều sinh viên lo lắng việc đi du học ở đất nước xa xôi lạ lẫm sẽ gây ra một trở ngại trong việc kết bạn. Tuy nhiên thì suy nghĩ này là sai rồi, bởi lẽ nhà trường rất tạo điều kiện cũng như là quan tâm đến mọi du học sinh quốc tế. Thêm vào đó là còn có nhiều câu lạc bộ ngoại khóa dành cho bạn thỏa thích lựa chọn. Chính vì điều này mà sinh viên quốc tế sẽ dễ dàng hòa nhập hơn với sinh viên bản địa. Các hoạt động cũng như là sinh hoạt trong tuần lễ định hướng Orientation Week hay còn gọi tắt là O-Week sẽ là cơ hội tốt để làm quen và kết bạn nữa đó. Một lời khuyên nữa là bạn đừng ngại chủ động bắt đầu các cuộc trò chuyện với các bạn bè trong lớp hoặc là câu lạc bộ. Bởi vì sao? Sinh viên bản ngữ cũng giống như chúng ta mà thôi, có thể cũng hồi hộp y như là bạn vậy. Lý giải điều này rằng họ có thể đã đang phải thích nghi với cuộc sống mới ở thành phố lớn nữa đó. Còn một suy nghĩ đang tồn tại trong khá nhiều người có liên quan đến tinh thần học tập, đó là thật khó mà học tập xuất sắc khi không phải dân bản xứ. Đa phần thì du học sinh thường sợ rằng họ khó mà học tốt ở nước ngoài, một đất nước xa lạ như thế. Tất nhiên thì đây là vấn đề không hề dễ dàng gì. Vâng, thì Tân Đại Dương xin chia sẻ để các bạn yên tâm rằng các giáo viên và các trợ giảng người Úc rất thấu hiểu vấn đề này và họ sẽ sẵn sàng giải đáp bất cứ những thắc mắc nào trong suốt quá trình học tập của bạn đó. Ngoài ra thì ở trường cũng có nhiều tổ chức như là tổ chức sinh viên quốc tế, tổ chức học nhóm, v.v. Và khi tham gia vào tổ chức đó, bạn sẽ rèn luyện cho mình những kỹ năng học tập thật hiệu quả và thú vị nhất. Vâng, thì khi du học thì chi phí luôn là mối quan tâm lớn, du học thì quá đắt đỏ. Tuy nhiên thì bạn nên nhớ rằng bạn vẫn có thể chủ động lựa chọn phương án học tập sao cho phù hợp với túi tiền của mình. Cụ thể là bạn có thể đăng ký các khóa học ngắn hạn đến các khóa học trao đổi và học toàn thời gian, v.v. Đặc biệt là khi du học Úc luôn có các chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính, nhà ở và sinh hoạt. Vâng, thì những học bổng này có thể được trao tặng bởi các tổ chức giáo dục trong nước hay là của nước Úc, đôi khi thì bởi các cá nhân, công ty, chính phủ. Thì với các khoản này có thể giúp bạn ít nhiều trong việc trang trải các chi phí thường nhật đó. Còn một cách tiết kiệm hơn nữa và khá hiệu quả là học trao đổi. Khi đó thì bạn sẽ chỉ trả học phí cho một ngôi trường ở trong nước nhưng lại được đi học tại Úc từ 1 đến 2 học kỳ. Đối với vấn đề vừa học vừa làm là việc bất khả thi, điều đó có đúng hay không? Có một thực tế cho thấy rằng với thị thực sinh viên thì ở một quốc gia sẽ không cho phép sinh viên quốc tế đi làm thêm trong thời gian du học. Nhưng ở Úc thì bạn có thể nhé. Số giờ làm thêm cho phép là 20 giờ trên một tuần trong kỳ học. Vào các kỳ nghỉ hay là ngày lễ thì bạn được phép làm việc không giới hạn. Vâng, và một khi bạn là sinh viên nghiên cứu bậc thạc sĩ hay là tiến sĩ thì bạn sẽ có quyền làm việc không giới hạn tại Úc nữa đó. Thông thường thì sinh viên sẽ dễ dàng tìm việc tại các cửa hàng quần áo hay là nhà hàng, bởi đây chính là những nơi có tiềm năng công việc bán thời gian đó. Lưu ý là trước khi xin việc, nhớ tìm hiểu về quyền và trách nhiệm lao động của bạn nữa. Còn một điều cuối cùng nữa mà đại đa số các bạn sinh viên cho rằng có rất ít các khóa học chấp nhận cho sinh viên quốc tế theo học. Tân Đại Dương xin giải thích rằng điều này thực sự rất hiếm hoi đó. Tại đây thì bạn có thể theo học hầu như tất cả các mọi ngành nghề, từ kế toán cho tới thú y. Mỗi cơ sở đào tạo lại có những yêu cầu khác nhau cho từng khóa học. Thế nên mà bạn cần cẩn thận kiểm tra trước khi đăng ký. Ngoài ra thì những ngành học như là luật và y khoa thì ngay cả sinh viên Úc cũng phải chạy da chóc vậy mới vào được chứ không hề dễ dàng hơn sinh viên quốc tế nữa. Quan trọng nhất là hồ sơ của bạn chứ không phải là quốc tịch, bạn nhớ nhé. Vâng, thì qua những chia sẻ vừa rồi, các bạn đừng băn khoăn hay là lo lắng mà hãy tự tin vào bản thân trước khi chuẩn bị hành trang du học tới một chân trời mới nhé. Tân Đại Dương xin chúc các bạn thành công. Mọi thắc mắc trong vấn đề du học cũng như là làm sao để hoàn thành tốt các thủ tục trong việc làm hồ sơ du học Úc, hãy liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại để các bạn có thể được tư vấn trực tiếp là 08-3848-4879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai văn phòng khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có văn phòng ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.